huấn luyện viên trưởng của Seoul Air, e, Len Park jong Kyun đã lên tiếng khen ngợi tài năng của Văn Toàn. Trong khi đó, tuyển thủ Việt Nam cũng chia sẻ về quyết định tới Hàn Quốc thi đấu. Sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn quyết định tới đầu quân cho câu lạc bộ Seoul Air, e, Len ở giải hạng 2 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên, cầu thủ sinh năm 1996 xuất ngoại. Do đó, có thể thấy được những thách thức đang chờ đợi Văn Toàn ở phía trước. Huấn luyện viên trưởng của Seoul e Len, Park Jong-kyun từng có thời gian làm việc ở Việt Nam khi dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội thi đấu ở V-League 2021. Ông hiểu được tài năng của Văn Toàn. Chia sẻ trước báo giới, ông đã lên tiếng khen ngợi tài năng của tuyển thủ Việt Nam. Theo ông Park, ưu điểm của Văn Toàn là tốc độ và kỹ thuật tốt để đá cánh trên hàng công, ngoài ra có thể tạo đột biến và thích ứng với nhiều sơ đồ, chiến thuật. Huấn luyện viên Park Jong-kyun cho biết, Văn Toàn là tiền đạo có cá tính Tôi hy vọng cậu ấy sẽ giúp ích nhiều cho Seoul E, Lên ở mùa giải tới. Có lẽ, do có thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Park Hang Seo nên văn toàn thích nghi và hòa nhập rất nhanh với Seoul E, Lên. Huấn luyện viên trưởng Seoul E, Lên nói thêm, chúng tôi chiêu mộ được văn toàn nhờ sự giúp đỡ của huấn luyện viên Park Hang Seo. Tôi nghĩ cậu ấy đã làm việc lâu với những huấn luyện viên Hàn Quốc nên hòa nhập với câu lạc bộ mới nhanh hơn tôi tưởng. Tờ Sport Seoul, Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng lớn vào văn toàn. Tờ báo này bình luận, Văn Toàn là một trong những cậu học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1,7m nhưng cầu thủ này vẫn được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của CUNE lên nhờ tốc độ và kỹ thuật tuyệt vời. Câu lạc bộ CUNE lên ở cây lích 2 trao cho cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai áo số 9 quen thuộc mà Văn Toàn thường mặc ở v league lẫn tuyển Việt Nam. Số 9 là con số gắn liền với sự nghiệp của cầu thủ quê Hải Dương. Anh thường mặc số áo này ở Hoàng Anh Gia Lai và thỉnh thoảng ở cấp độ tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo. Văn Toàn còn có biệt danh Vato 9. Số 9 gắn liền với sự nghiệp bóng đá của cầu thủ 27 tuổi. Khi khởi nghiệp ngành hàng thời trang, chân sút sinh năm 1996 cũng đặt tên cho thương hiệu có con số 9 trong đó. Văn Toàn thừa nhận huấn luyện viên Park Hang Seo là người có ảnh hưởng lớn nhất khiến anh quyết định tới Hàn Quốc thi đấu. Tiền đạo này cho biết, huấn luyện viên Park Hang Seo có ảnh hưởng rất lớn tới tôi. Ông ấy nói rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi tôi mới chuyển tới Hàn Quốc thi đấu nhưng thầy cũng nhấn mạnh nếu tôi cố gắng hết mình, không đánh mất sự tự tin thì thành công sẽ tới. Văn Toàn rất vui khi làm việc với huấn luyện viên Park Jong-kyun. Anh nói thêm, tôi rất ngạc nhiên khi huấn luyện viên Park Jong-kyun được bổ nhiệm dẫn dắt Seoul Air, Land. Tôi từng làm việc với ông ấy một vài lần ở đội tuyển Việt Nam. Nếu tuân thủ những chỉ đạo của huấn luyện viên, tôi nghĩ mình sẽ hòa nhập tốt với câu lạc bộ mới. Tiền đạo sinh năm 1996 cho biết thích văn hóa Hàn Quốc nên không khó thích ứng. Anh từng ngỡ ngàng khi chứng kiến khối lượng vận động lớn của các đồng đội mới trong vài ngày đầu, nhưng dần thích nghi được. Hiện, anh còn học tiếng Hàn để giao tiếp tốt hơn với các đồng đội bản địa, hầu hết không nói tiếng Anh. Văn Toàn khao khát chứng tỏ bản thân vì anh thừa nhận đây có thể là cơ hội cuối trong sự nghiệp để thi đấu ở nước ngoài. Sau khi kết thúc AFF Cup 2022, Văn Toàn ở lại Thái Lan tập huấn cùng Seoul Air. E, lên khoảng 10 ngày, rồi trở về Việt Nam làm visa lao động. Đến nay, tiền đạo 26 tuổi đã trở lại Hàn Quốc được gần 2 tuần, cùng đội đến trang quân tập huấn 2 tuần trước khi đá trận ra quân K-League hay gặp trong du vào ngày 1 tháng 3. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đặt mục tiêu cùng Seoul E lên lên chơi tại hạng đấu cao nhất Hàn Quốc, K-League 1 ở mùa giải 2024. Văn Toàn chia sẻ, tôi rất vui khi bắt đầu thử thách K-League tại Seoul E, Len. Tôi sẽ nhanh chóng thích nghi với đội bóng mục tiêu của tôi và toàn đội là thăng hạng tôi sẽ công hiến hết mình cho đội bóng và cùng mọi người đạt được mục tiêu đang mơ ước tôi có chút lo lắng khi rời hoàng anh gia lai nhưng sẽ cố gắng thi đấu tốt văn toàn cho biết tôi có động lực sang hàn quốc rất lâu rồi khi biết seoul air len có huấn luyện viên park jong kyun rồi huấn luyện viên park hang sao ngỏ ý muốn tôi sang hàn quốc tôi cảm thấy tự tin và nỗ lực để trải nghiệm hơn văn toàn cảm thấy may mắn khi có những người đồng đội thân thiết từng thi đấu tại hàn quốc như xuân trường Công Phượng giúp anh nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm. Tiền đạo 26 tuổi Mong sẽ thi đấu tốt tại Hàn Quốc để khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào, đồng thời hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt với người hâm mộ Hàn Quốc. Tiền đạo 26 tuổi người Hải Dương cũng gửi lời cảm ơn tới Hoàng Anh Gia Lai và chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. "Nhờ chú Đức, nhờ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mới có văn toàn ngày hôm nay." Anh viết trên trang Facebook cá nhân. "Tôi sẽ luôn tự hào vì mình là cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, nơi đây mãi là ngôi nhà thứ hai của toàn" Seoul Air lên hiện đá ở k League 2, giải hạng nhì Hàn Quốc và chưa từng lên hạng kể từ khi thành lập vào năm 2014. Thành tích tốt nhất của đội là xếp thứ tư mùa 2015. Theo điều lệ giải, xuất thăng hạng trực tiếp thuộc về đội vô địch k League 2. Ba đội xếp sau sẽ đá play-off và đội chiến thắng sẽ đấu trận play-off tiếp theo gặp đội hạng 11 tại K-League 1.